Xin chào các bác nông dân thân mến. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bác một sản phẩm cực kỳ hiệu quả để diệt trừ bộ phận thuộc Cetox 700 VG ATT. Bộ phận hẳn các bác cũng biết là một loại côn trùng gây hại khét tiếng cho cây trồng. Chúng hút nhựa cây, làm cây còi cọc, yếu ớt, thậm chí còn mang đến nhiều loại bệnh nguy hiểm khác. Nhưng đừng lo lắng, Cetox 700 VG ATT sẽ là vị cửu tinh cho vườn cây của các bác. Vậy Cetox 700 VG ATT có gì đặc biệt? Trước tiên, thuốc có khả năng tiêu diệt bộ phận nhanh chóng và triệt để. Các bác chỉ cần pha thuốc theo hướng dẫn trên bao bì, sau đó phun đều lên cây. Chỉ sau vài ngày, bộ phận sẽ biến mất khỏi vườn cây. Cetox 700 VG ATT còn có những ưu điểm gì nữa? Thứ nhất, sản phẩm rất an toàn cho người và vật nuôi nếu các bác sử dụng đúng cách. Thứ hai, bộ phận sẽ không bị nhọn thuốc nên các bác có thể yên tâm dùng lâu dài. Cách dùng Cetox 700 VG ATT cũng rất đơn giản. Các bác pha 10g thuốc với 16 lít nước, khuấy đều, rồi phun lên cây là được. Nhờ phun vào sáng sớm hoặc chiều mát để thuốc đạt hiệu quả cao nhất nhé. Bên cạnh việc dùng thuốc, các bác cũng đừng quên các biện pháp phòng ngừa khác như vệ sinh vườn tước sạch sẽ, cắt tỉa cành lá bị bệnh và bón phân cân đối để cây luôn khỏe mạnh. Các bác có thể tìm mua Cetox 700 VG ATT ở các cửa hàng vật tư nông nghiệp trên cả nước. Đừng để bộ phận tung hoành trên cây trồng nữa. Hãy dùng thứ Cetox 700 VG ATT và cảm nhận sự khác biệt. Cảm ơn các bác đã theo dõi. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều thông tin bổ ích cho vườn cây của mình nhé. Hẹn gặp lại các bác trong video sau.